Tháng tri ân khách hàng năm 2020 là hoạt động thường niên sẽ được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC triển khai tại 27 tỉnh, thành phố miền Bắc. Đây là địa bàn mà EVN-NPC thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành và cung ứng điện với nguyên tắc thực tế phù hợp có sức lan tỏa. Tổng kinh phí dự kiến cho sự kiện này vào khoảng 17 tỷ đồng. Trong tháng 12, EVN-NPC sẽ gửi lời tri ân khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc qua tin nhắn SMS, Zalo, email, gửi thư trên website chăm sóc khách hàng, gặp gỡ, gửi thư cảm ơn về sự hợp tác và sử dụng điện đối với các khách hàng lớn. Các công ty điện lực tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp thực hiện, vệ sinh trạm biến áp miễn phí cho khách hàng, lắp đèn chiếu sáng cho các cơ sở y tế, trường học, hỗ trợ sửa chữa, chỉnh trang hệ thống điện của gia đình, thay dây sau công tơ, thay đèn chiếu sáng, hỗ trợ kinh phí sửa chữa các thiết bị gia đình bị hư hỏng đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có công với cách mạng, các gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ học bổng, tặng sách vở, quần áo các điểm trường vùng sâu vùng xa, con em các gia đình thuộc gia đình nghèo, cận nghèo, thực hiện chương trình thắp sáng đường quê. Những hoạt động thể hiện sự tri ân khách hàng của EVN-NPC được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chỉ trong một tháng tri ân khách hàng mà trong suốt cả năm, dựa trên quan điểm chính là nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp, tận tâm.